Cái cây này tông xanh không á, bông hoa tông xanh. Dạ. Tông xanh với tông trắng. Xanh với trắng thôi mấy bạn. Có điểm một chút xíu cây màu vàng này vô nè. Mọi người, cây này nó có màu vàng vàng. À. Đó, đi lên đây quay quay cảnh cắm hoa xong đi về các bạn. Các bạn thấy mình Superman không? Cái này người ta gọi là khóa sen. À, chỉ cần đi đến xem cắm hoa xong đi về. Đây ngược tối, ngược tối. Đó, thấy chưa? Thấy hả? Em thấy thấy hết cái máy lên cho chị chút. Thì các bạn thấy không? À, thì mì cặp. Easter bên Việt Nam là lễ phục sinh á. Ừ. Em cũng có đạo mà giờ em bỏ đạo rồi. Giờ cho chóng người kia chắc cũng đớ ra. Hình như bên đây mình cũng đọc kinh thánh là kinh thánh tiếng Mỹ không không? Ừ. À, tiếng Việt, tiếng Mỹ. Tiếng Mỹ đúng không? Tiếng Mỹ là bao nhiêu em? Ê, em nói, sao em nói chuyện gì sao mình quay vậy em? Hả? Nói chuyện gì mình quay kiểu nào vậy? Có quá thì em tắt không ghép nhạc. Ờ, không ghép nhạc. Hoặc là em lồng tiếng. Ờ, lồng tiếng đi. Ừ. Cái gì chịu khó lồng tiếng vô. Thì cái này là Easter flowers, so everything nó màu. Action. Hôm nay làm hoa Easter cho mình. Ừ, đẹp không mừng rồi. Cái hoa này mình thấy nó có cái hộp ở trong á, nhìn dễ thương á. Giống như hộp trân châu trong vậy. Ừ. Tại vì bây giờ là mùa xuân cho nên mình làm hoa hoa các màu của mùa xuân á, chứ mình không có đi theo màu nào hết nha. Ừ. Ở bên Mỹ là cắm hoa theo mùa, theo mùa đúng theo, rồi. Chứ không phải là theo sở thích nha các bạn. Dạ, yeah, với lại hoa có nhiều chậu bông nó không có ý nghĩa. Nhưng mà nó chỉ là mùa xuân thì mình cắm hoa mùa xuân. Ừ. Thì mình cắm theo kiểu hoa nó đi theo mùa thôi. Dạ, yeah, rồi mùa hè thì mình đi theo hoa mùa hè. Thì mùa xuân thì đặc biệt nó có hoa tulip. Chúc mới sẽ bỏ hoa tulip vô cho. Ở bên Việt Nam mình hoa tulip mắc lắm. Mà hoa tulip thì cái cánh nó to lắm. Ừ. Còn cánh cái loại này là loại nhỏ ha. Ừ. Bên Việt Nam mình bán loại mà tulip cánh to mà cái màu đỏ đậm á hoặc là màu tím đậm á. Ừ. Các bạn thấy cái màu tím này ngọt kìa. Màu tím này nó dễ thương quá trời. Màu này nó ngọt ngào dễ sợ. Tím này là tím bằng lăng đó chị. Ừ, chị không biết màu tím này đâu. Tím này là tím bằng lăng đấy. Hoa tím bằng lăng. Cái hoa rất là dễ thương các bạn. Rất là dễ thương. Đưa cho em một cái cánh hoa rụng, cánh hoa tím rụng để em quay. À. Các bạn, mình cho các bạn xem cái hoa nó rất là ngộ luôn. Giống như nó có cái sừng vậy đó. Các bạn. Các bạn thấy không? Giống như có cái sừng vậy các bạn thấy không? Ở phía trước này giống hoa lan, mà phía sau nó có cái sừng. Ừ. Rất là dễ thương mấy bạn. Đấy, màu tím này dễ thương quá luôn. Đó, thấy không các bạn? Ừ, nó có cái sừng. Đấy, cái màu tím này nó không có vô với màu này được. Màu này nó có đẹp. Nhìn thấy nó có đẹp. Đó. Đó, bây giờ chị cho bông tulip vô nè. Lấy bông tulip màu tím nha. Cái này là tím hoa cà nè, mấy bạn thấy đẹp không? Quá đẹp luôn. Ừ. Ông tulip mà mùa xuân nó ra. Ừ. Nó ra quá trời luôn. Mấy bạn thấy dễ thương không? Rất là dễ thương. Tại vì màu tím đậm này nó phải đi với tím nhạt nó mới đẹp mấy bạn. Nó hòa quyện vào. Ừ, nó hòa quyện vô với nhau. À, để em chỉnh cho máy chút lên chút, tại cái tulip này nó lên phía trên này. Ừ. Rồi.
thấy nó đẹp tuyệt vời, dễ thương lắm luôn. Mình để mình chưng nó một tí hồi là nó ngã xuống, nó ngã theo hướng của nó, nó cong hay là nó mọc ra đó mấy bạn, nó mọc theo hướng của nó, nó không đi theo hướng của mình nữa. Cái này mình mới cắm nó vậy thôi, mình đưa về nhà nó ra cái hướng của nó đi. Lớp chỉ cắm cho em 5 hoa thôi nha. Chỗ cái hoa tím mình nó dễ thương quá mấy bạn ơi. Thì mình thích hoa lắm, mỗi lần mình đi chợ hoa không làm gì cũng mua. Chính giữa chị, chính giữa. Chính giữa nó có đẹp không? 5 cây. Chính giữa chị định để cây khác. Định để cây khác hả? Và đi sô kê nó chính giữa nó cho chính giữa luôn. Đi đấy. Chừng quá đi. Nó cân đối, đẹp quá ha. Dễ thương quá. Màu tím, tím cà bầu trời. Tím cà hoàn hôn. Hoàn hôn là cái gì? Là hoàng hôn á. Hoàng hôn mà nói theo tiếng Bắc á, hoàn hôn. Thôi cái này đậm cho vô đi. Thôi bây giờ chị cho chút hai cái xanh này cho vô đi, không có đẹp mấy bạn, không biết tại sao thêm đi nhìn thêm mới thấy nó có được đẹp. Nó lạc kẻ. Cho nên á, mình cắm hoa không phải là cái chị gì. Chị cho em hai cái BB này nhỏ nhỏ phía dưới này là em nghĩ là đủ. Cho nên nhiều khi á, mình cắm á, mình cứ nghĩ là mình cho vô là nó ấy đâu, không mình cho vô chưa chắc thì nó đẹp, chứ mình phải nhìn. Để nhìn coi nó có đẹp không, nếu nó không đẹp là mình sẽ lấy ra liền. Thì mỗi lần mà Mi mà đi chợ mà mua hoa đó là mua nhiều lắm, mua đủ kiểu hết. Mình về cái này nó có hạt mình chị cắm nó xong chị quay cái mặt nó ra đi, quay ra rồi. Quay vô đây. Nó chặt quá cười. Mình tôi đúng lúc được chọn bông rồi. Cái xinh quá, cái xinh quá. Action. Bây giờ các bạn thấy không? 5 phút thôi thì mình có một chậu bông. 5 phút thì mình có một chậu bông cho các bạn nhìn. Đó, bông này là bông mùa xuân nha mấy bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Awesome. Thấy chưa các bạn thấy không? 5 phút là Thêm đi xong chậu bông này rồi. Đó là một chậu bông cho mùa xuân. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi nha. Các bạn nhớ subscribe, like and share cho Thêm đi nha. Ok, bye bye. Hey các bạn, bây giờ mình đã được một bình hoa và bây giờ mình sẽ xách cái bình hoa này đi về. Các bạn thấy đẹp không? Đi tập thể dục mà bây giờ đi về được một bình hoa nữa. Đang định chạy bộ về nhưng mà không được, cầm bình hoa này mà chạy về tới nhà chắc mấy cái bông hoa này nó không còn là hoa nữa mà nó sẽ là một cái đám bùi nhùi. Cho nên bây giờ vẫn phải đi bộ thôi. Khổ ghê. Thôi kệ, đi bộ dưỡng sức đi. Cho nó đẹp thon đùi, gọn tướng đi. Ok. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay nha. Và mọi người nhớ đừng quên subscribe ủng hộ kênh của mình và nhấn cho mình một like cũng như là để lại comment nêu cảm nghĩ của mình về cái khung cảnh bên nước Mỹ như thế nào nha mọi người. Bye bye mọi người và hẹn gặp lại vào những video sau nha. Nắng quá.